Xin chào mọi người, mình lại tiếp tục test một cái bộ PS3 Slim Hack cho một bạn khách ở trong Bình Định. Bộ này thì bạn khách mới chỉ cọc cho mình thôi, cọc cho mình 500. Đấy, bạn ý chưa tin tưởng cho nên là cũng không chuyển khoản full, chỉ cọc thôi. Đấy, cọc mình đã cài game xong rồi, cài thì theo yêu cầu. Thì cái bộ này là bộ màu trắng. Đấy, thực ra thì mình còn mỗi bộ này thôi. Bộ này màu trắng cho nên là nó dễ bị bẩn, và hai nữa là theo thời gian thì nó cái nhựa trắng của nó chuyển sang ố vàng. Đấy, tuy nhiên thì máy thì là máy rất là zin, tay cả máy zin, chơi rất là sướng. Đấy, nó chỉ bị cái hình thức cái nhựa nó ố vàng theo thời gian, tại vì là PS3 nó sản xuất lâu rồi, nó dừng sản xuất mười mấy năm rồi, cho nên là những cái loại mà màu trắng như này thì nó sẽ không tránh được cái việc mà nó chuyển sang ố vàng. Đấy, nhựa theo thời gian thì nó sẽ chuyển thôi. Đấy, cái đấy là chuyện bình thường, nhưng mà đảm bảo cho bạn là máy và tay còn zin nhé. Đấy, chứ mình không 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 bán tay fake. Tay fake của Trung Quốc thì nó là tay lô ấy, thì nó là mới 100%, nhưng mà chơi cái đấy thì nó chán lắm, bấm phím nó chán, với hai là nó rất là nhanh hỏng. Đấy, cho nên là mình chỉ bán tay zin thôi, nhưng mà tay zin thì sẽ không có tay mới đâu, nó chỉ là tay cũ, nhưng mà nó rất là zin, chơi rất là sướng nhá. Hình thức nó không không đẹp thôi, nhưng mà chơi rất tốt. Phụ kiện đi theo máy gồm có dây nguồn này, dây HDMI để kết nối với TV. Đấy, và cái dây để sạc cho tay. Cái chân này thì thực ra là nó là chuẩn cũ. Đấy, chuẩn mini USB, cho nên là nó rất là lâu rồi, nó dừng sản xuất rất lâu rồi chuẩn. Đấy, dây thì nó là dây zin đấy, nhưng mà nó cũng cũ theo thời gian nhá, nhưng mà dùng vẫn còn ngon. Đấy, thì bạn khi mà sạc pin thì sẽ cắm như này, còn cái đầu USB này sẽ cắm lên cái cổng USB trên máy nhá. Thì mình sẽ chỉ cho cái cổng USB trên máy, tuyệt đối là không được cắm vào củ sạc điện thoại nhá, để sạc tay, cắm một củ sạc là nó hỏng tay đấy. Cắm vào PS hoặc là cắm vào máy tính ấy. Đấy, thì cắm vào máy tính nó sẽ tự động nó điều chỉnh được cái dòng sạc, cho nên là yên tâm không bị hỏng đâu. Rồi, ok. Thì đây, thân máy đây, nó cũng hình thức nó cũng chỉ được thế này thôi, tại vì nó cũng dừng sản xuất lâu rồi. Đây là mặt sau nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng. Bạn có chia sẻ với mình là bạn chưa sử dụng bao giờ, thì nhờ mình làm một cái video hướng dẫn một cách chi tiết cách sử dụng. Thực ra là video của mình trên kênh ấy rất là nhiều, chi tiết rất là nhiều. Đấy, nhưng mà thôi, máy này thì mình vẫn cứ phải nói chi tiết cho bạn nhé. Ở phía trước này nó sẽ có phím bật nguồn này, ở góc này nhá, phím ở giữa này là phím ra đĩa này. Đấy, cái khe nhá đĩa của nó đây. Máy này thì vẫn chơi được đĩa gốc bình thường, tuy nhiên thì máy PS3 hack thì thường người ta sẽ chép game ổ cứng chơi, chứ không dùng đĩa nữa. Đĩa bây giờ đĩa gốc PS3 không có đâu, hiếm lắm, ít lắm. Với cả chơi đĩa nó lích kích lắm, cũng phải nhét ra nhét vào mỗi lần mà đổi game. Hai nữa là chơi nhiều thì cái đầu đọc, cái mắt đọc của nó sẽ kém đi. Đấy. Và cái đĩa mình lưu trữ quăng quật thì nó cũng xước đi. Đấy. Thì hack chép hết vào ổ cứng rồi. Đây có hai cái cổng USB này để bạn sạc pin cho tay. Đấy, cắm vào đây, một trong hai cổng này nhá. Cổng này có thể cắm cái ổ cứng gắn ngoài cũng được. Đấy, thông qua hai cổng USB đấy. Rồi, còn đây là phía sau này. Phía sau thì sẽ có jack nguồn đây. Jack AV này thì mình không dùng nhá. Cái này cho TV đời cũ, TV lồi CRT ấy, nó không có cổng HDMI thì sẽ sử dụng cái jack này, nhưng mà bây giờ không có nữa thì thôi, bỏ qua. Cổng quang này. Cổng quang này thì nhà bạn có âm ly mà có xuất đường quang âm thanh số thì mới dùng được, không thì thôi, cũng bỏ qua. Thì âm thanh với hình ảnh nó sẽ đi theo cái đường HDMI này nhá. Đấy, và cuối cùng là cổng mạng. Con này có cả wifi nhưng mà máy hack thì không kết nối mạng bạn nhá. Lưu ý cho mình, máy hack không kết nối mạng. Kết nối mạng thì cũng không làm gì cái trên cái con PS3 đâu. Mà đừng kết nối mạng gì là hãng nó sẽ ban máy đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ test máy nhá. Quay lại thì ok.
Bật máy thì bạn sẽ bấm phím nguồn trên thân máy đấy, hoặc là bấm cái phím PS ở trên tay này, cái phím này này đấy, thì nó sẽ tự điều khiển nó bật cả máy luôn nhé. Đó, thấy chưa, chỉ cần bấm này là nó bật cả tay cả máy, và cái tay nào bật trước ấy nó sẽ nhận là tay số 1 đấy. Một lát nữa nó sẽ dừng ở cái đèn số 1 này nhá. Đó, nó dừng ở đèn số 1, tức là nó là tay 1. Tay nào dùng bật máy thì nó sẽ là tay số 1. Đấy, còn cái tay thứ hai này bạn cũng bật bật lên nhá. Đấy, nó sẽ nhận là tay 2. Đấy, ok chưa? Nó dừng lên số 2. Cái máy PS3 này nó nhận một lúc được 8 tay cơ. Đấy. Nhưng mà hai chủ yếu phổ biến là 2 tay. Ok, máy bật rồi. Đây thì giao diện PS3 nó sẽ như này, nó sẽ có các menu ngang này. Đấy, mỗi menu ngang nó lại có menu dọc. Đấy. Thì ở đây mình sẽ quan tâm đến ba cái menu chính. Menu thứ nhất đó là cái menu này, user này. Trong menu này sẽ có cái phần tắt máy là 1 này, tạo user là 2 này. Đấy, và cái phần user này mình đã tạo sẵn rồi nhá. Đấy, nó giống như cái profile của bạn thôi. Bạn thích thì bạn về bạn tạo thêm, không thì cứ chơi nguyên để nguyên cái mình tạo sẵn này thôi nhá. Cái menu thứ hai đó là cái phần setting. Ở trong này cho phép bạn sẽ xem được thông tin của máy này, rồi là cài đặt các cái thông số, ví dụ như thêm này, ngày tháng này, rồi là hình ảnh này, âm thanh. Đấy, thì nó sẽ trong cái mục setting này. Đây, tiện trong mục setting này mình sẽ show cái thông tin của máy luôn nhá. Thì bạn sẽ vào cái phần system setting, chọn nó, chọn thì là phím O nhá, còn back ra ngoài sẽ là phím X. Chọn này. Đấy, mình sẽ xem cái phần system information. Đấy, thì con này ổ cứng của nó là 500GB. Đấy, 500GB nhá, nhưng mà hệ điều hành nó chỉ nhận 465 thôi. Đang còn trống 14GB. Trống này để mà mình chơi game, nó còn save game. Đấy, cũng như là để cho máy nó chạy, không thể chép full hết được cả nhá. Đấy, thông tin của máy. Rồi, ok, cái menu quan trọng cuối cùng đó là cái phần game. Đấy, thì tất cả game thì nó sẽ ở cái mục menu này nhá. Mục menu game này. Đấy, thì tất cả game mình sẽ cài ngoài màn hình chính này hết rồi. Rồi, game này tí nữa mình sẽ quay lại mình show, còn mình nói tiếp về cái phần menu. Đấy, còn các cái menu ví dụ photo này, music này, video này, cái này thì là bạn tham khảo thôi. Nói chung là cũng chẳng ai, bây giờ cũng chẳng ai dùng những cái loại này cả. Đấy, thì cho xem ảnh, nghe nhạc, rồi là xem video thôi, thì bỏ qua mấy cái menu đấy. Và những cái menu về phần network này sẽ PlayStation Network này, cũng như là friend này, liên quan đến mạng, thì máy này là máy hack, không kết nối mạng, không chơi được online, cho nên là bỏ qua những cái menu này nhá. Đấy, thì mình quan tâm ba cái menu chính, một là game, hai là phần setting, ba là phần user. Đấy, thế thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại cái phần game nhá. Thì trước tiên mình sẽ show các cái danh sách game trước đã. Đây, game này. Đấy. Game theo yêu cầu của bạn nhá. Đây là bản patch mới nhất nhá. Một cái bản patch 17 nữa này, patch 13. Đấy. Game này là game nhập vai này. Game nhập vai. Được chưa? Mấy game nhập vai này. Game đối kháng này. Super Mario là cái game 4 nút ngày xưa nhá. Đây. Game này cũng là game bắn súng nhập vai này. Đấy, cho các bạn trẻ con chơi. Đây. Nintendo là cái giả lập game 4 nút. Ở trong này có cả Contra, Mario tăng thiết ở trong này nhá. Trong cái phần giả lập này. Đua xe. Game đối kháng. Minecraft. Game bắn súng, chưa? Đấy, một cái game nữa cho bạn trẻ con này. Lego Informers này. Hitman game bắn súng này. GTA 5 này. Game nhập vai, chưa? Dragon Ball này. Game bắn game đua xe. Đấy. Game bắn súng, bắn súng. Bomberman, game này game bắn súng Batman này. Game nhập vai này. 007 này. Đây là cái phần mềm để test các cái phím bắt tay nhá. Mình cài sẵn là khi nào bạn và bạn cảm thấy tay nó có vấn đề chẳng hạn thì bạn sẽ vào cái app này. Nó sẽ cho phép bạn là kiểm tra được tất cả các phím ở trên cái tay. Nó có chập hay có liệt cái phím nào thì vào trong cái app này nó sẽ show lên nhá. Và cuối cùng là cái phần mềm để quản lý file hack của máy PS3. Thì ở đây có một cái phần mềm và trên này cũng có một cái nữa. Đây, một cái này nữa, Webman Mode. Để mà vào cái game PS1 thì phải cài thêm cái này nhé.
Thì nếu như mà bạn chưa hiểu, không 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 hiểu biết gì về cái những cái trong cái này ấy, thì tốt nhất là không nên vào và để nguyên đấy cho mình nhá. Rồi, cái máy này là máy hack hand. Đấy, máy hack hand thì bật máy lên nó sẽ có hình cái hand enable hand này. Đấy, máy hack hand thì mỗi lần bật máy lên thì bạn sẽ phải chạy cái hand này một lần để cho nó bật hack. Đấy, được chưa? Đây, chạy hand này thì chỉ bấm vào chạy thôi, bấm O để chọn nó để chạy thôi. Nó chỉ mất mấy giây để nó bật cái hack lên thôi. Đấy, welcome ấy. Đấy, bây giờ bạn chọn yes để nó close cái hand này lại. Thì khi mà chạy hand xong ấy, nó sẽ xuất hiện thêm hai cái mục này nữa. Một là phần Packet Manager. Đấy, Packet Manager thì bạn có thể cài những cái file PKG thông qua cái Packet này nhá. Đấy, một cái nữa đó là cái phần Webman Game. Đấy, Webman Game này thì sẽ có cái phần game PS1. Mình check game PS1 thì nó sẽ ở trong mục này nhá. Đấy. Đấy, tất cả game PS1 ở đây rất là nhiều. Đấy, thì khi mà chạy cái webman này lên đấy thì quạt nó sẽ kêu hơi to. Đấy. Thì mình có thể điều chỉnh cái quạt nó ở trong cái mục này. Webman setting, điều chỉnh cái tốc độ quạt đấy. Đấy, vào phần này, webman setup. Thì ở đây mình đang để cái quạt nó ở cái chế độ auto. Đấy. Thì bạn có thể chuyển sang cái chế độ manual này. Đấy. Xong rồi chọn save để nó lưu cái thông tin mình vừa thay đổi. Đấy, thì quạt nó sẽ quay chậm, nó không bị hú như thế nữa. Tuy nhiên ý, theo mình thì bạn nên để ở cái auto nhá, để nó tự động nó điều chỉnh khi mà ví dụ như là cái chip nó nóng quá, quạt nó sẽ tự động nó quay nhanh lên để nó làm mát chip, chứ bạn không nên để cái manual ở cái set ở cái tham số 35% này. Đấy, đây 35% speed này, fan speed tức là tốc độ quay của quạt nó chỉ là 35% thôi. Đấy, thì cái này thì ví dụ như mình chơi game nặng chẳng hạn, chip nó nóng thì quạt nó vẫn chạy 35% thôi, nó fix ở 35% rồi. Đấy, cái này thì nó có ưu điểm là nó giảm tiếng ồn, tuy nhiên thì nó sẽ không điều chỉnh được cái quạt để nó làm mát cái CPU theo 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 cái thời gian thực, cho nên là khuyến cáo của mình là nên để auto nhá. Đấy, để auto, để chế độ auto này. Đấy, thì nó sẽ tự động nó điều chỉnh cái tốc độ fan ấy tùy theo cái độ nóng của chip. Đấy, thay đổi xong thì mình phải xếp vào nhá. Đấy, ok, bấm X này để thoát có cái này ra đó. Bây giờ thì mình sẽ test thử một game nhá. Đấy, test ví dụ là test game game bóng đá. Bạn thích chơi bóng đá, bạn bảo bạn chỉ chơi bóng đá, những game kia là game phụ đúng không? Mình sẽ test một cái bản là 2013 này. Test một đoạn nhé. Đấy, để ở quạt ở cái auto speed đi thì là nó cũng tự điều chỉnh. Chip nó mát thì nó sẽ giảm cái tốc độ gió của cái quạt đi, tốc độ quạt đi thì nó sẽ không bị ồn. Ví dụ như bây giờ. Còn ví dụ mình chơi game nặng ấy, ví dụ Hitman ấy, chơi game đấy là chip nó nóng là quạt nó sẽ quay 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 nhanh, gây tiếng ồn. Nhạc này nó có bị dính bản quyền. Quên vào cái phần training.
tập này là tập họ lại thoát này nữa. Đây mình đá thì sẽ vào phần mát này. Đây tay thứ hai đây. Đây xong đối kháng nhau. Đấy khi vào game thì nó quạt gió nó sẽ kêu lên này. Vào game thì chip nó sẽ nóng hơn bình thường. Ok, để mà thoát game thì bạn giữ phím này nhá. Giữ phím PS này này. Đấy, xong rồi chọn quit game. Yes. Đây. Về cái phần sạc tay ấy. Đây, sẽ cắm vào cổng USB này nhá. Sau đó thì sẽ cắm lên cái tay này này. Đấy, khi mà bạn cắm sạc ấy, đợi một lúc cái đèn này nó sẽ chuyển sang là nháy này, nhấp nháy này. Đấy, thấy chưa? Nhấp nháy như này là đang sạc pin nhá. Đấy, khi mà nó sạc đầy ấy, nó sẽ đèn nó sẽ đứng im. Nó sẽ không nháy nữa. Đấy, còn như này nó đang sạc, thấy chưa? Bạn có thể kiểm tra bằng cách là giữ cái phím PS này. Đấy, bạn nhìn là cái vạch pin nó đang trên. Thấy chưa? Nó đang chạy đấy. Đấy thì là sạc pin là như vậy. Ok. Về cái game giả lập hoặc là game 4 nút, à game PS1 đây, thì PS1 thì bạn chơi vào đấy chơi này. Vào trong phần web main game, sau đó chọn PlayStation. Đấy, ở trong này có 36 game đấy. Đấy thì là game PS1 ở đây. Đấy. Đua xe thú này, đây game đua xe thú này. Đấy, rồi đua xe cáo này. Đấy, nó ở trong này nhá. Thử game này đi. Khi mà chọn này thì nó sẽ đẩy cái game ấy ra ngoài màn hình chính này, nó hình cái đĩa màu đen đen này, thấy chưa? Đấy, bây giờ mình sẽ bấm vào một lần nữa thì nó mới vào game. Đấy, riêng game PS1 thì mình phải thao tác như vậy. Đấy, hình ảnh PS1 thì tất nhiên là nó sẽ xấu rồi. Game này game từ bao đời rồi. Hình ảnh nó từ ngày xưa, khi mà mình xuất lên cái HDMI này, hình ảnh nó sẽ bị răng cưa nhiều ấy. À đây là đua xe thú. À đây là đấu trường thú. À, đấu trường thú. Đâu trường thú.
thoát game cũng giữ phí mẹ. Chọn quit game, yes. Và lưu ý giúp mình là cái máy này, máy hack hand nhá. Mỗi lần bật máy lên thì mình phải chạy enable hand. Và chỉ chạy một lần khi bật máy thôi. Đấy, chạy xong là nó biến mất cái ấy thôi. Được chưa? Đua xe thú. Đây, Choco Racing này. Nó là đua xe thú đó. Đua xe thú này. Ok. Đấy, còn game 4 nút Mario thì đây, một là bạn vào đây, có một tách riêng một cái game Mario ra ngoài màn chính này. Hai là bạn sẽ vào phần Nintendo này. Emulation. Đấy, thì trong này có giả lập game 4 nút này. Con cha con chiếc rồi là tăng thiếc nó sẽ ở trong đây. Đấy, cái list game đây thì bạn sẽ chọn ví dụ con cha đâu nhỉ, con cha đây, con cha có mấy bản con cha đấy, đấy con cha nét này để đây, xong rồi hình như là bấm bấm tam giác back to menu. Chọn là gì nhỉ? À, di chuyển đến game sau đó thì bấm phím start này này thì nó sẽ vào game. Ví dụ select nó sẽ xuống hai người này. À, start game này. Bản này có 3 mạng. Đó. Thoát này, cũng giữ phím này thôi, chọn quit game. Yes. Ok, thì nói chung là mình chỉ test thế thôi nhá. Đấy, hướng dẫn bạn rất là chi tiết rồi đấy, cách sử dụng nó từ nói chung là từ A đến Z rồi. Đấy. Còn game ấy, game mà để bạn bảo là bạn muốn mà tự cài game thì nó rất là khó nhá. PS3 này tự cài game nó rất khó, bạn phải có máy tính cơ, bạn download file về xong rồi cài vào. Đấy. Còn muốn xóa game ấy thì bạn sẽ di chuyển đến game đấy nhá. Muốn xóa game nào thì di chuyển đến game đấy mà bấm cái phím tam giác này này. Đấy, xong sẽ ra một cái menu như này. Sau bạn sẽ chọn delete. Đấy, chọn yes là nó sẽ xóa nhá. Đấy thì cách xóa game như vậy. Còn tải game thì sau này bạn có nhu cầu tải game khác thì gửi máy cho mình cài thôi, hoặc là mua cái ổ cứng game gắn ngoài mình sẽ cài sẵn vào một ổ cứng ấy thì bạn về bạn cắm hoặc là chơi trực tiếp luôn. Chứ thực ra là nó tải ở trên cái máy tải trực tiếp trên PS3 thì hiện trước kia thì dùng cái PKGY, nhưng mà cái đấy toàn những game chơi thử các thứ thôi, nó không hay đâu, với cả tải trên đấy nó lâu lắm. Còn bạn phải có máy tính tải cái file PKG về cài và nó sẽ ra ngoài màn hình chính này nhá. Rồi ok, tắt máy thì giữ phím này. Đấy, chọn turn off system. Đấy, đấy là một cách. Hai là bạn sẽ ra cái menu user này, xong lên trên cùng chọn turn off system. Đấy, hai cái đấy nó cũng như nhau, giống nhau. Đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ship cái bộ này cho bạn ở Bình Định nhá. Đấy. Nào có nhu cầu thì cứ comment phía dưới video hoặc inbox Zalo, Facebook trong phần mô tả video giúp mình. Thông tin về Zalo, page cũng như là kênh TikTok đây. Đấy. Và vui lòng cọc trước thì mình mới cài game và ship code. Đấy. Còn ví dụ như là bạn chơi chán ấy, có thể bán lại cho mình nhá. Khi nào về chơi chán xong rồi bán lại cho mình vẫn nhập lại. Tất cả các máy mình bán ra mình đều nhập lại. Tất nhiên là cái giá nhập lại sẽ không như là cái giá bán của mình nhá. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Video của mình dừng ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo nhé. Xin chào.